Các bạn thân mến, hôm nay mình vừa mua được một cái máy nghe nhạc MP3 Bluetooth. Mình và các bạn cùng mở hộp ra xem thế nào các bạn nhé. Và đây là thông số của máy. Máy kết nối bằng Bluetooth, có đồng hồ, báo thức. Sạc bằng cổng micro USB. Và đây là thông số kỹ thuật của máy nè các bạn. Máy có một cái đồng hồ rất là lớn nha các bạn, trên một cái mặt gương. Rồi, bây giờ chúng ta cùng mở hộp thử nha các bạn. Cái hộp cũng đơn giản lắm các bạn. Và bây giờ mình mở ra các bạn nha. Mới nhìn mình tưởng là cái điện thoại đó các bạn. Cái máy của mình mua là cái máy màu đỏ nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ bỏ cái bọc ni lông ra. Còn miếng dán màn hình nữa các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ xem coi bên trong phụ kiện có gì các bạn nha. Trong là một dây cáp sạc micro USB nha các bạn. Cái máy này nó xài cổng sạc chung với lại sạc của điện thoại nha các bạn. Còn dây này là dây kết nối 3.5 giữa điện thoại và cái máy nha các bạn. Đó, đây là lỗ 3.5. Mình sẽ nếu không kết nối bằng Bluetooth thì các bạn sẽ kết nối bằng dây này. Đây là dây sạc USB nha các bạn. Có thể các bạn sạc chung với điện thoại cũng được. Còn đây là thẻ nhớ. Máy có một cái mặt kính sáng bóng rất là đẹp các bạn. Máy này model là BT506 nha các bạn. BT506 thì cái mặt trước của nó vuông các bạn nha. Cái bo của nó hơi vuông. Còn nếu các bạn mua BT505 á, thì cái mặt trước của nó bo tròn. Đó, nó chỉ khác nhau vậy thôi các bạn. Và cái phiên bản mình đang trên tay là màu đỏ nha các bạn. Đây là cái nút tắt mở nguồn, nút Adapt FM menu và cái nút nét qua lại các bạn. Còn đây là lúc sáng tối của đồng hồ, lúc set là chỉnh đồng hồ. Giờ mình mở lên thử nha các bạn. Các bạn ấn giữ lại một chút. Đó, hiển thị đồng hồ lên, đồng hồ rất số rất là lớn, rất đẹp nha các bạn. Và cái nút và hình mặt trời này là cái nút chỉnh sáng tối các bạn. Đó, và ấn vào thì cái đồng hồ nó sẽ tối hơn, nó tiết kiệm pin hơn. Các bạn giữ lâu thì nó sẽ tắt cái đồng hồ nha bạn. Rồi các bạn giữ lại một chút thì nó lại mở lại. Và kế bên là nút set để chỉnh thời gian nha các bạn. Các bạn giữ lại một chút thì nó sẽ nhấp nháy. Đây là bên chỉnh giờ. Các bạn cộng trừ để tăng giảm thời gian giờ. Nếu các bạn muốn chỉnh phút thì các bạn ấn với nút set. Giữ nút set thì nó sẽ qua chỉnh phút. Lúc này các bạn giữ cộng trừ là tăng giảm. Rồi các bạn ấn giữ lại thì nó sẽ trở lại bình thường. Và bây giờ mình sẽ lấy một cái điện thoại mình kết nối Bluetooth thử nha các bạn. Và đây là BT506 nè các bạn. Bây giờ mình sẽ kết nối. Rồi, đã kết nối thành công rồi các bạn.
Và bây giờ mình mở thử một bài nhạc nha các bạn. Mặt sau nhìn giống hai loa nhưng mà thực tế chỉ có một loa thôi nha các bạn. Khi nghe nhạc các bạn có thể ấn giữ tắt cái đồng hồ đi nha các bạn, nhưng nhạc vẫn hát các bạn nha. Các bạn có thể vừa nghe nhạc vừa soi gương để nặng mụn hoặc trang điểm hoặc làm đủ thứ nha các bạn. Video của mình đến đây là hết rồi. Chào tạm biệt các bạn.